chủ tịch sáng lập kiêm tổng giám đốc của chuỗi cà phê Trung Nguyên. Anh đánh giá như thế nào về khát vọng đối với sự thành công của một con người? Thực ra một con người hay là một tổ chức hay một quốc gia đó, thì tôi đi khắp nơi và thật ra mà nói mình nghiên cứu một số quốc gia, kể cả thành công của cá nhân, thì tôi cho ra điều tiên quyết đầu tiên phải là cái khát vọng. Cái khát vọng. Cũng giống như quốc gia chúng ta, nhiều khi tôi và những cái người có suy nghĩ một chút, thì chúng tôi đặt ra câu hỏi như thế này. Tôi hỏi tại sao chúng ta cứ nghèo hoài Việt Nam, tại sao chúng ta thua người ta? Thì tôi tìm hết tất cả mọi cái. Thì người thì bảo rằng là đầu tiên thì bảo rằng là diện tích. Thế thì Singapore diện tích bao nhiêu? Người thì bảo là tài nguyên. Thế Hàn với Nhật không giải thích được. Người thì bảo dân số. Không, cũng không. Tại dân số mình là thứ 12, 13 thế giới. Người thì bảo là tuổi đời lịch sử của nó. Nước Mỹ bao nhiêu? Israel bao nhiêu? Singapore tôi quay lại là bao nhiêu? Trong khi ta mình mấy ngàn năm. Thế tôi hỏi, thế cái gì? Tại sao vậy? Cái này cũng không, cái kia cũng không, cái nọ cũng không. À thì ra nó nhỏ bởi vì thú thật là chúng ta tìm được một cái căn cái tôi cho cực kỳ quan trọng mà có thể lý giải được. Đó là cái khát vọng của chúng ta hình như là có khiêm tốn. Nó chỉ vĩ đại khi dân tộc mình nó rơi vào ở thế đường cùng. Còn tính chủ động khai phá, chinh phục, khám phá, khát vọng, ước mơ, tưởng tượng. Tôi nghĩ cái này là cái mà mình đang thiếu. Thì mỗi cá nhân cũng thế, tổ chức cũng thế. Thế thì như tôi nói vậy đó, nên thì cái cơ sở đó thì nói thật với anh là tôi đánh rớt cái cậu mà gọi là cũng hình như là cũng thạc sĩ của một cái trường đại học ở đây. Nó đi máu mà nhân tài đất Việt. Cái khát vọng của cậu ấy chỉ là phục vụ cho cái trường cậu ấy, cái bộ phận của ấy, nhưng mà thực sự mà nói nếu là một nhân tài mà cái nghe cái tiêu chí của quỹ của ta của hồi đó cũng đã nói rồi, nó có cái khát vọng, nó phải giúp nước sửa đời thì cái đó nó mới được. Muốn một xây dựng cái thương hiệu quốc gia hiện nay á ở Việt Nam thì dựa vào hơn hai cái giới, đó là cái giới doanh nhân và giới thanh niên. Thì anh thấy cái đánh giá đó như thế nào? Không, thì thực ra tôi nghĩ nó có một cái sự nhìn nhận nó có lẽ thiếu thông tin về những cái quan điểm này. Vâng. Muốn xây dựng một cái thương hiệu quốc gia thì tôi nghĩ rằng nó nhiều mà quốc gia phải làm, cả quốc gia phải làm. Vâng. Đó, nhưng mà phải bắt đầu từ cái gì? Vâng. Thì có lẽ là bắt đầu từ cái tầm nhìn của giới lãnh đạo mà cái giới tinh hoa, chứ không phải là bắt đầu từ phía doanh nhân. À. Trong đó có doanh nhân. Vâng. Nghĩa là giới tinh hoa nó gồm là các nhà chính trị, các khoa học trí thức, các doanh nhân, mà doanh nhân đúng nghĩa đó, thì tôi cho là phải bắt đầu từ đó, rồi sau đó mới đến toàn thể cái cộng đồng. Thì về mặt nguyên tắc để tiếp cận một cái thương hiệu quốc gia thì chúng ta cũng biết rồi, trước mắt là cái tầm nhìn và cái định vị, và quan tâm tới cái tâm trí của thế giới, nhìn nhận quốc gia, đánh giá là hiện hữu, đánh giá những cái các giá trị của quốc gia đó trong tâm trí thế giới như thế nào. Và chúng ta dựa trên những cái câu chuyện hoặc là những cái giá trị lõi đó, chúng ta đẩy nó lên cao. Vâng. Đó, thì để là trong khắc sâu trong tâm trí, khi mà nghĩ về một cái xứ, nghĩ về một đất nước, đó, người ta có những cái thuộc tính mà thú thật là không ấy được. Giống như bây giờ nước Nhật, Nhật là gì? Hàn là gì? Mỹ là gì? Ví dụ như vậy. Và người bây giờ là ví dụ Trung Quốc là cái gì? Thì cái vai trò của thương hiệu cà phê Trung Nguyên như thế nào trong cái mà uy tín của đất nước, cái hình ảnh của quốc gia Việt Nam ạ? Tùy theo cái mức độ mà ảnh hưởng của cái thương hiệu của doanh nghiệp mà có thể là nó nêu. Giống như chúng ta thấy nước Nhật năm xưa, ngoài những cái mà bắt đầu thương hiệu giống như là hoa đạo, trà đạo, kiếm đạo, hay là tất cả các loại. Thì chúng ta thấy một loạt các cái doanh nghiệp để đi lao về phía trước, để đưa ra và hình ảnh nước Nhật thông qua những cái thương hiệu này là cực kỳ lớn. Và thậm chí bây giờ này có thể nói rằng nó có thể nói rằng nó choáng, hình như nghĩ tới doanh nghiệp Nhật, đó là nghĩ tới nước Nhật. Chúng ta có thể liệt kê một loạt cái như Sony, Toyota, vân vân và vân vân.
Thì cái này tôi cho rằng cái đó là cái vai trò tùy theo cái doanh nghiệp đó, cái ảnh hưởng ra ngoài nó như thế nào, và nó hàm chứa những cái triết lý, những cái quan điểm gì mà thương hiệu đó có thể nói rằng là nó mang theo, nó chuyên chở. Thì quay lại ở đây, như nói nước Mỹ không phải Starbucks. Starbucks là một trong những cái bộ phận nhỏ có thể góp phần nên những cái giá trị Mỹ, hoặc là cái đó thôi. Nước Mỹ còn nhiều thứ. Cái đó mình rõ ràng. Như vậy thì ở đây nó có cái sự biện chứng. Biện chứng giữa những cái tầm nhìn định vị của quốc gia, chính sách đối nội đối ngoại, rồi du lịch, thu hút đầu tư nhân tài gì đó, thu hút tất cả các cái kiểu như thế này, rồi chính sách về xuất khẩu, rồi đưa thương hiệu ra ảnh hưởng, rồi văn hóa văn đồ ra ngoài như thế nào, thì trong đó có cái sự biện chứng với nhau và tôn với nhau. Nếu Phúc mà lý tưởng nhất là tất cả những hoạt động của các hoạt động nhỏ đó, từng cá thể cho đến tổ chức cho đến quốc gia, nhất quán về cái định vị chung, với cái tầm nhìn chung, thì hình ảnh nó càng ngày nó càng rõ nét.